Linh mục Tadeo Nguyễn Văn Lý là một người tù lương tâm nổi tiếng, vừa mới được trả tự do vào ngày 20 tháng 5 2016 vừa qua. Sau đây xin mời quý vị nghe lời chia sẻ của một số người hằng quan tâm đến ngài. Trước tiên là một người cháu của Linh mục Nguyễn Văn Lý. Tôi là Linh Mục Nguyễn Vũ Việt, cháu của Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Lý. Mối quan hệ tôi gọi cho Lý bằng chú ruột đó. Xin cha cho biết là cái cảm nghĩ của cha khi mà chúng ta nhận được thông tin là cha Lý được trả tự do thưa cha. Cái niềm vui có thể nói rất là lớn, niềm vui lớn bởi vì tôi mong ngài được tự do sớm đó, để cái vấn đề sức khỏe của ngài có thể được quan tâm và chăm sóc nó một cách đầy đủ hơn. Bởi vì đã tù là đã khổ rồi mà còn bị binh mà lại còn bị bại liệt nữa, cho nên thì cái khổ nó rất là nhiều. Bởi vì nó cần được sự chăm sóc của người ta, của y tế cũng như thân nhân. Cho nên tôi nghe Linh Mục Lý chú của tôi được về thì tôi rất là vui. Có thể niềm vui trong gia đình rất là lớn trong thời gian này. Như vậy thì cha có nhận được thông tin hay là cha có biết tại sao cha Lý lại được trả tự do gần 2 tháng trước cái án hạn của ngài không ạ? Tôi cũng không có được nhận được thông tin chính xác gì, không một ai nói cho tôi lý do sao cho Lý được thả. Tuy nhiên qua báo chí và những cái nguồn thông tin khác nhau thì tôi cũng đoán được, nhất là những cái đài của Mỹ đó, có thể đó là một cái sự can thiệp của chính phủ Mỹ đối với chính phủ Việt Nam nhân cái chuyến thăm của Tổng thống Obama. Thì tôi thấy cái chuyện cha Lý đòi quyền tự do tôn giáo là một cái chuyện rất là đúng và chính đáng, bởi vì từ năm 1975 khi nhà nước Cộng sản đã thâu tóm được tất cả quyền lực đó, thì họ cũng đã ra tay để đóng và đàn áp những cái chính sách tôn giáo. Mặc dù hôm nay những cái quyền tự do tôn giáo có thể nói được nới rộng hơn, tuy nhiên còn những cái vấn đề khác nữa, cũng là quyền của con người, nhân quyền, quyền tự do phát biểu, quyền tự do nói lên cái tiếng nói của mình, quyền tự do lương tâm, cũng như quyền tự do để xây dựng đất nước. Hầu như người Việt Nam mình chẳng có được tham gia vào những cái quyền đó cả. Cho nên đó là rất là buồn. Tuy nhiên cũng phải nói là cảm ơn Chúa đã có những vị linh mục, và hôm nay rất là nhiều người trẻ đã đứng lên để lấy cái quyền của mình, giành cái quyền của mình. Tôi thấy cái điều đó là điều chính đáng thôi. Và hy vọng là nhà nước Việt Nam, đặc biệt cái chuyến thăm của Tổng thống Obama đó, họ hiểu được là chúng ta cần lớn lên, ra khỏi cái vỏ của mình để thấy được những gì mình làm là mình giúp cho anh em mình, giúp cho đồng bào mình và giúp cho đất nước mình, cũng như giúp cho con cháu của mình. Bởi nếu không thì người Việt Nam và đất nước Việt Nam nó sẽ không có một cái hướng tiến gì nó cụ thể cả. Kế đến là phản ứng của dân biểu Chris Smith thuộc tiểu bang New Jersey. I also met with Father Lee on a trip to Vietnam. His release only a couple of months ago, prior to his sentence ending, should not be considered a human rights breakthrough. Father Lee went into prison healthy and vigorous, but emerged sickly and broken. Tiếp đến là lời chia sẻ của bà Ngô Thị Hiền thuộc Ủy ban Tự do Tôn giáo cho Việt Nam. Bà Hiền là một người đã hỗ trợ Linh Mục Lý rất nhiều và đã vận động cho cuộc điều trần về tự do tôn giáo đầu tiên cho Việt Nam. Xin bà có thể cho biết cảm nghĩ của bà khi nhận được tin Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Lý được trả tự do bởi nhà cầm quyền Cộng sản trong những ngày vừa qua. Cũng như mọi người chúng tôi cũng vui, nhưng mà cái vui này trong sự đau đớn, tại vì tôi nghĩ rằng tôi phải được cái tin này rất là lâu rồi. Cha Lý đã tù 8 năm, cha đã bị bệnh và đáng lẽ là ngài phải được tự do lâu rồi, nhưng mà hôm nay nhân cái chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama thì họ mới muốn đây là một món quà. Thành ra thưa anh, phải nói là vui, nhưng mà vui trong một cái sự nghĩa là hơi là bất mãn thưa anh. Thưa bà có thể cho biết là bà đã có cơ hội liên lạc với lại Linh Mục Nguyễn Văn Lý sau khi ngài được ra tù chưa ạ?
con chưa. Mấy hôm nay đó chị khi mà nhìn hình ảnh của cha rất là tiều tụy và video cha trả lời cho tất cả cộng đồng, thì dù rất là háo hức để mà được gọi thăm cha, tôi cũng phải tự kiên nhẫn xin để cha nghỉ vài ngày. Tôi được nói chuyện với vài vị khách đã đến thăm cha Lý. Họ cho biết dù sức khỏe của cha có phần suy sụp, nhưng tinh thần và tính kiên cường của cha thì không ai ngờ được. Vì cha chắc chắn là chỉ cần vài ngày nghỉ ngơi thì cha sẽ bắt đầu vào việc tranh đấu cho cái công cuộc tự do tôn giáo và tín ngưỡng mà cha là người đã chủ động tại Việt Nam. We've heard before today about our Freedom Now client, Father Lee, so I won't talk to you that much about him, except to say that he has suffered 3 strokes. He has spent the last 13 out of the last 15 years in prison. And I am sorry a little bit to dampen some of the good news, which is to say it's true that he was released from prison last week, but we have information from his family that he's still under house arrest. So it's a bit of a bittersweet victory, I guess.